trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn những bí mật về vụ tập kích giải cứu những phi công Mỹ bị bắt trong cuộc chiến tranh Việt Nam của đặc nhiệm Hoa Kỳ. Phần thứ nhất, bí mật cách báo tin về lầu năm góc của những phi công Mỹ ở trại giam Hy vọng, Sơn Tây, Hà Nội. Cuối tháng 12 năm 1968, thiếu tá Không quân Elmo Baker cùng 11 tù binh phi công khác được di chuyển từ khách sạn vỡ tim đến một trại giam mới trong một đêm tối trời. Cùng một chuyến xe ấy có cả Đại úy Carigan thật khó đoán được họ đã đi xa bao nhiêu cây số vì con đường toàn ổ voi, ổ gà xấu khủng khiếp. Ngược chiều với xe chở tù binh, thỉnh thoảng họ lại gặp một vài chiếc xe quân sự kéo pháo cao xạ và có cả xe kéo tên lửa SAM đi về hướng thành phố. Khi đã nằm im trong căn buồng giam vắng lặng, Baker đã nghĩ ra cách đánh móc sơ gõ vào tường để liên lạc với những tù binh ở phòng bên cạnh. Baker thông báo với những người bạn xung quanh rằng anh ta bị bắn rơi trong chuyến bay thứ 61 khi cùng phi đội đi ném bom Bắc Giang, một thị xã nhỏ cách Hà Nội khoảng 50 km. Baker tự giới thiệu mình năm nay 35 tuổi, quê ở bang Kenneth, đã đốt tiến sĩ về điện và là một cử nhân văn chương. Anh ta đã may mắn thoát ra khỏi chiếc thần sấm F-105 khi nó bốc cháy và sắp nổ tung. Nhưng khi chiếc dù vừa giúp Baker tiếp đất thì bị bắt ngay. Anh ta bị thương rất nặng và đã được các bác sĩ Việt Nam cứu chữa ở Bệnh viện Bạch Mai suốt 30 ngày liền. Baker cũng không quên thông báo rằng trước khi được đưa đến đây, anh ta đã có thâm niên 27 tháng nằm bốc lịch trong trại tù binh của quân đội nhân dân Việt Nam. Ở một buồng giam bên cạnh, một người bạn tù cũng đã dùng cách gõ móc xó vào tường tự giới thiệu với Baker. Tôi là thiếu tá không quân Obi bị bắn rơi từ tháng 1 năm 1968. Baker mừng quá, hỏi luôn, đây là đâu? Phòng bên kia cho biết, đây là trại giam hy vọng, thị xã Sơn Tây. Tại sao lại gọi là trại hy vọng? Đó là cái tên do những tù binh ở đây tự đặt trong ngày lễ tạ ơn Chúa năm 1968. Lại hỏi tiếp, ở đây có đông tù binh không? Trả lời, khoảng vài chục người. Bằng cách gõ vào tường như thế, dù có hơi chậm một chút nhưng Becker đã trao đổi được khá nhiều thông tin cần thiết với những người bạn tù xung quanh. Cuộc trò chuyện của họ chỉ chấm dứt khi có cán bộ của trại tù binh đi kiểm tra bên ngoài và thay gác. Buổi sáng hôm sau, Becker rất ngạc nhiên khi anh ta được tự do ra sân làm vệ sinh tắm giặt. Thì ra các tù binh ở đây vẫn có điều kiện tiếp xúc với nhau. Ban ngày, họ thường được giao cho làm những việc lặt vặt ngoài sân trại như đập gạch, đào rãnh, chuyển vật liệu xây dựng. Chiều tối, họ được tự do đánh bóng chuyền, bóng rổ và chơi thể thao trong sân trại. Không khí ở đây có vẻ thoáng đãng, dễ thở hơn khách sạn vỡ tim Hà Nội nhiều. Chí ít là những tù binh mới đến đều có cảm nhận như thế. Trại giam sát Tắc Sơn Tây liên tục được bổ sung. Những phi công Mỹ mới bị bắn rơi số tù binh phi công mỹ được đưa về sơn tây ngày càng nhiều hơn trại hy vọng đang được nới rộng ra bằng cách xây thêm một số bức tường chắn bao quanh khu nhà bếp nhà ăn và bể nước để tắm giặt và các tù binh cũng được tham gia xây dựng góp phần tạo nên những ngôi nhà cho chính mình baker cùng một số người khác được giao cho mỗi người một ống sắt nhỏ để đập gạch vỡ phục vụ cho việc xây dựng từ những âm thanh bắt buộc buồn tẻ và đơn điệu Baker đã nảy ra sáng kiến lợi dụng việc đập gạch để biến nó thành tiếng móc xó thông báo tin tức và trò chuyện với những tù binh khác. Ví dụ, anh ta thông báo việc một nhóm tù binh 20 người mới được chuyển từ khách sạn vỡ tim Hà Nội đến đêm qua. Baker cũng không quyên báo cho các tù binh khác biết rằng cách thông tin với nhau bằng tín hiệu móc xó rất hay vì những người bộ đội bảo vệ trại ram hoàn toàn không để ý đến hoặc không biết. Công việc lao động của các tù binh phi công Mỹ ở trại hy vọng tuy không có gì vất vả, nhưng cũng chẳng lấy gì làm thú vị, nhất là đối với những người hùng chỉ quen lướt mây cỡ gió trên trời cao. Lại một mùa đông nữa đến với trại hy vọng ở Sơn Tây, trời cứ mưa rét dai dẳng, khiến cho không khí ẩm ướt rất khó chịu. Nước sông Tích vẫn còn dâng cao sát tường rào của trại, cơ hồ như sắp lụt đến nơi. Với các tù binh phi công, mùa đông nơi đây thật khắc nghiệt và gay gắt. Chiến tranh đã tàn phá đất nước Việt Nam mấy chục năm, nên đời sống của bộ đội và nhân dân ta cũng còn bao khó khăn cơ cực. Mặc chưa đủ ấm, ăn chưa đủ no, bữa cơm thường nhật của các gia đình đều phải dùng thức độn nhiều hơn gạo, nhưng vẫn cùng nhau thắt lưng buộc bụng và gồng mình dồn sức cho chiến trường đánh giặc. Một bữa ăn của tù binh phi công Mỹ, ông Lê Việt Tiến, nguyên phó trưởng ty công an Hà Tây nhớ lại, mỗi tù binh phi công Mỹ ở trại hy vọng của Sơn Tây hồi đó vẫn được hưởng mức ăn tới 7 đồng trên ngày. Đây thực sự là một cố gắng rất lớn của chính phủ ta nếu bạn đọc biết rằng một cán bộ của ti công an Hà Tây hồi đó ăn bếp tập thể chỉ với chế độ 0,5 đồng trên ngày, còn đồng chí trưởng ti công an tỉnh thì lĩnh lương tháng cộng tất tật các khoản cũng chỉ vẹn vẹn có 115 đồng. Tuy nhiên, dù đã cố gắng rất nhiều trong việc thực hiện chính sách nhân đạo đối với tù binh Mỹ, thì nơi đây vẫn là thiếu thốn đủ thứ tiện nghi sinh hoạt đối với họ. Ước mơ lớn nhất của các tù binh ở trại hy vọng là sớm được trở về đoàn tụ với gia đình họ tự hiểu rằng việc vượt ngục trốn trại ở đây chỉ là chuyện điên rồ và vô vọng tù binh phi công mỹ đang chơi bóng rổ trong trại giam sơn tây một lần đại úy richard brennerman lợi dụng việc chôn cột bóng chuyền đã trèo lên cao để nhìn ra ngoài qua bức tường rào anh ta phát hiện ra vị trí của trại hy vọng nằm biệt lập giữa cánh đồng rất xa khu vực dân cư một số tù binh khác cũng nhân lúc bộ đội ta canh gác sơ hở đã trèo lên tường rào nhìn vội ra ngoài rồi họ đã cùng chấp nối lại những gì quan sát được họ đã hình dung ra nơi họ bị giam nằm giữa cánh đồng lúa có đê điều bao quanh và rất gần một dòng sông cách vài trăm mét về phía nam còn có cả một trạm biến thế điện xa hơn nữa là một khu nhà có vẻ như bệnh xá trường học hay một trại an dưỡng gì đó và ngoài tường rào phía tây của trại là một trạm bơm nhỏ một tù binh bỗng nêu lên ý nghĩ giá như có một lực lượng giải thoát đúng chỉ có cách giải thoát là biện pháp tốt nhất nhưng làm cách nào để có được lực lượng đến giải thoát nơi đây các tù binh mỹ đều biết rằng hầu như tuần nào cũng có máy bay trinh sát bay qua vùng trời này để chụp ảnh phát hiện các mục tiêu cần đánh phá trên miền bắc việt nam vậy thì phải tìm cách báo hiệu cho các chuyên viên nghiên cứu ảnh biết nơi đây là trại giam tù binh mỹ bởi vì nếu nhìn từ trên không xuống với những dãy nhà nhỏ có tường bao quanh trại giam hy vọng cũng chỉ giống như một trường học một nhà kho hay một nông trại dùng để nhốt gà vịt bình thường khác hy vọng có thể được giải thoát đã lóe lên trong đầu mỗi tù binh và họ đã bàn nhau tìm mọi cách để báo cho các máy bay trinh sát của quân đội mỹ chụp ảnh được tín hiệu cấp cứu và lời khẩn cầu của họ lợi dụng những khi lao động đào giếng đào rãnh và chuyển đất đá các tù binh đã cố tình đổ đất mới tạo nên những hình ảnh khác thường thậm chí khi phơi quần áo sau lúc tắm giặt họ cũng nghĩ cách làm sao để tạo thành các chữ viết tặc như sos cấp cứu ca hãy đến cứu chúng tôi hay sar tìm và giải thoát để các chuyên gia nghiên cứu ảnh chụp từ máy bay dễ nhận thấy nhất và tất cả những sự cố gắng nỗ lực đó đã không phải không có tác dụng. Tháng 10 năm 1966, sau hơn 2 năm tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc nước ta, lực lượng không quân Mỹ đã bị thiệt hại nặng nề. Phía Mỹ cho rằng họ đã có tới 264 phi công bị bắn rơi. Nhưng một điều rất đáng lo ngại là trong số 264 phi công đó, chỉ có một số người may mắn được phía Việt Nam bắt sống. Số còn lại được coi như đã mất tích trong lúc hành sự. Trước sự thúc ép của dư luận nhất là của gia đình các phi công. Một cuộc họp bất thường đã được Bộ Quốc phòng Mỹ tổ chức với thành phần gồm một số chuyên viên tình báo và chuyên viên giải thoát tù binh của nhiều đơn vị hữu quan. Mục đích của cuộc họp là tìm ra được phương pháp hữu hiệu thu thập thông tin về tù binh phi công Mỹ bị bắt và bị mất tích trong lúc hành sự. Trước mắt, có hai việc cần phải tiến hành ngay. Thứ nhất, xác định danh sách những phi công sau khi bị bắn rơi đã bị bắt làm tù binh để mối quan tâm lo lắng của gia đình họ được vơi đi phần nào. Thứ hai, xác định được vị trí của những trại tù binh phi công để đưa chúng ra ngoài mục tiêu ném bom bắn phá của quân đội Mỹ. Họ rất sợ vì dư thừa bom đạn nên không khéo sẽ xảy ra chuyện gây ông lại đập lưng ông. Kể từ đó, những cuộc họp có nội dung như trên đã được thường xuyên tổ chức hàng tuần tại trung tâm không quân của lầu Nam góc. Chủ tọa các phiên họp này do CIA cục tình báo trung ương Mỹ và DIA cục tình báo Bộ Quốc phòng Mỹ phối hợp, tham gia còn có đại diện các cơ quan khác như Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính FBI, cơ quan điều tra liên bang, cơ quan mật vụ và cả đại diện của Biêu điện Liên bang Mỹ. Đồng thời với những cuộc họp được thường xuyên tổ chức đó là một chiến dịch săn lùng, kiếm tìm giáo giết của các lực lượng tình báo và kỹ thuật Mỹ được huy động với hết khả năng và điều kiện cho phép. Và trong cuộc chạy đua này, một đơn vị tình báo hoạt động trên mặt đất của không quân Mỹ mang bí số 1127 đã về đích đầu tiên. Trụ sở của đơn vị 1127 nằm tại căn cứ Belvoir, thuộc tiểu bang Virginia, cách Nhà Trắng chỉ khoảng 20 cây số và được bảo vệ hết sức cẩn mật. Làm việc cho 1.127 là những chuyên gia sừng sỏ, dày dạn kinh nghiệm trong số các nhân viên tình báo nhà nghề Mỹ. Họ có nhiệm vụ khai thác tin tức từ các binh sĩ của Liên Xô cũ, cùng các nước Đông Âu Đảo ngũ và cả các tù binh bị quân Mỹ bắt được trong Chiến tranh Việt Nam. Trong đơn vị 1.127 có một bộ phận làm nhiệm vụ chuyên nghiên cứu việc giải thoát các tù binh. Trong đó có tù binh phi công Mỹ bị đối phương bắn rơi, kể cả việc soạn thảo kế hoạch đột kích giúp tù binh Mỹ thoát khỏi trại tù. Tại đơn vị 1127, trong khoảng thời gian từ năm 1966 đến 1970, các chuyên gia đã xử lý, phân tích hàng núi tài liệu tình báo được thu thập bằng rất nhiều nguồn từ khắp nơi trên thế giới gửi về. Vào khoảng cuối năm 1968, qua sàng lọc các nguồn tin các chuyên gia Mỹ cho rằng có một trại tù binh phi công được giam trong một căn cứ có tường kín bao quanh, cách Hà Nội vài chục cây số về phía tây. Tuy nhiên, mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng họ vẫn không xác định được chính xác vị trí cụ thể của trại tù binh ấy. Ngày 9 tháng 5 năm 1970, một chuyên viên kỹ thuật tình báo tên là Nozuka Linh Bell, một tay già dặn trong nghề, đã có nhiều năm làm việc tại Lào, vốn nổi tiếng là người kiên nhẫn tìm tòi bằng việc tổng hợp suy đoán từ các tin tức tình báo cộng với việc phân tích các bức không ảnh do máy bay trinh sát chụp được. Ông ta đã quả quyết khám phá ra điều nóng hổi mà cả cơ quan tình báo Mỹ đang mong chờ, có ít nhất hai trại giam tù binh phi công Mỹ tại phía Tây Hà Nội. Một trong hai trại đó nằm ở thị xã Sơn Tây, cách Hà Nội khoảng 40 cây số. Cũng cần phải nói thêm rằng trước đó, Cơ Linh Bèo đã báo cáo những dấu hiệu nghi vấn này cho Đại tá George Yu, người đặc trách bộ phận vượt ngục và trốn thoát của đơn vị 1127 đại tá yêu cũng đã kiên trì giải công tìm tòi, đồng thời so sánh các bức không ảnh chụp vùng thị xã Sơn Tây. Và ông ta cũng đi đến kết luận giống hệt và gần như cùng một thời điểm với cô Linh Bèo. Vậy là người Mỹ đã có cớ để ăn mừng thành công bước đầu. Họ lập tức huy động các chuyên gia giỏi nhất tập trung nghiên cứu vùng Sơn Tây. Sau khi phân tích, so sánh rất nhiều các bức không ảnh cũ và mới do máy bay trinh sát chụp được, họ đều có kết luận giống nhau, các dấu hiệu của trại giam tù binh phi công rất rõ. Trong nhiều bức không ảnh, các chuyên gia đã chẳng khó khăn gì đọc được rất rõ các ký hiệu cầu cứu giải thoát SOS, K và Sa do các tù binh phi công tạo nên. Các bức ảnh chụp kiểu phơi quần áo, cách đổ đất đá với những hình thù kỳ lạ đều chứa đựng những thông tin cần thiết. Chắp nối và tổng hợp lại, các chuyên gia tình báo quân sự Mỹ đã có cả một sơ đồ thực sự để nhận biết và có kế hoạch giải thoát cho tù binh. Để chắc chắn hơn, họ đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tình báo nhằm xác minh độ chính xác của trại tù binh sơn tây ví dụ qua các thông tin mà một số đoàn khách quốc tế được phép vào việt nam vì mục đích hòa bình tiết lộ qua lời kể của một số tù binh phi công được phía việt nam trao trả sớm qua thư từ mà các tù binh phi công vẫn gửi về cho gia đình họ và thậm chí thông qua cả một số sĩ quan của quân đội ngụy sài gòn có quê gốc ở vùng sơn tây nhớ lại vẽ thành sơ đồ vấn đề còn lại chỉ là tìm cách thuyết trình báo cáo để Lầu Năm Góc có kế hoạch quyết định cho số phận của các phi công Mỹ đang được giam giữ ở trại hy vọng thị xã Sơn Tây. Đây là kết quả sau nhiều ngày làm việc của nhóm công tác theo dõi và xét duyệt vấn đề tù binh thuộc thành phần đặc biệt của Bộ Tham mưu. Để có buổi thuyết trình với sự có mặt của rất nhiều tướng lĩnh chóc bu của Lầu Năm Góc, nhóm công tác đã phải lần lượt tìm cách mở khóa từng cửa một. Trước hết, họ liên lạc qua điện thoại để xin được thuyết trình bản kế hoạch của mình cho Trung tướng Rốt Kỳ phụ tá tham mưu trưởng không quân. Rất may là ông này đã sốt sắng ủng hộ và cả quyết rằng kế hoạch giải thoát cho tù binh nhất định sẽ được thi hành. Và ông ta giao cho thiếu tướng James Allen, phó giám đốc kế hoạch chính sách của phòng 4D1062 lo việc này. Tuy nhiên, không phải là đã hết những ý kiến nghi ngờ. Thậm chí đã xảy ra những cuộc tranh luận quyết liệt giữa các chuyên gia phân tích tình báo của không quân Mỹ và giữa các thành viên của nhóm IPVKIC, Ủy ban Tình báo Tù binh Liên Cơ quan, do DIA cầm đầu. Câu hỏi được đặt ra là tại sao phía Việt Nam không giam giữ tù binh ngay tại Hà Nội cho dễ quản lý? Tại sao họ lại đưa các tù binh phi công lên mãi Sơn Tây ở một nơi hẻo lánh như vậy? Phải chăng đây chỉ là sự vô tình hay một cái bẫy cố ý? Vân vân. Xong, dù có cãi nhau hăng thế nào thì người ta vẫn không thể phủ nhận một điều. Tù binh phi công Mỹ đang được giam giữ tại thị xã Sơn Tây là có thật. Và việc xác định, tìm kiếm đã thành công. Vấn đề còn lại là cách thức giải cứu. Hết phần 1.